xíu, với lại nó có vị ngọt của thịt cá nữa. Bây giờ Loan cho tỏi với ớt đâm nhuyễn ra, rồi sau đó là Loan sẽ ướp với dưa mắm. Dưa mắm này Loan đã rửa sạch sơ qua với lại nước sôi cả nhà. Loan bỏ hết cái phần nước ở trong cái keo nãy á, Loan không có ăn thẳng từ trong keo đó. Ướp cái dưa mắm này á, Loan lúc nào cũng ướp chung với xíu đường nè, và cho chút xíu chanh vô nữa là vậy được rồi đó. Có đường, có chanh, có tỏi, có ớt, vậy nó mới ngon cả nhà. Mặc dù là mua cái dưa mắm trong keo ướp sẵn rồi có thể ăn liền được, nhưng mà thường thì Loan không có ăn liền như vậy. Loan bỏ nước hết, ướp lại như vậy nè, của mình như vậy nè, ăn nó ngon hơn. Bây giờ cá lù đù nó chín rồi này cả nhà, nhìn nó vàng ươm ghê chưa. Bây giờ Loan gấp ra, Loan để ra dĩa, thơm quá thì thơm luôn á. Hồi đó Việt Nam á, cá mà chiên ra con nào mà chín trước á là bóc chạy ăn. Tại vì con chín trước á, thường nó thơm nó ngon lắm, ăn liền nó nóng nó giòn lắm luôn cả nhà. Mà không biết có ai giống vậy không ha, có ai giống Loan không? Lúc mà chiên cá hay đồ ăn gì mà chính là muốn ăn thử liền á. Cái món tiếp theo á, là Loan sẽ nấu canh khoai mỡ cả nhà. Nấu canh khoai mỡ kiểu này đúng tiện nha cả nhà. Khỏi càng gạt vỏ nè, khỏi càng ngồi bào nè, khỏi càng rửa thớt rửa dao luôn á. Nước sôi là cứ cắt bịch rồi thả vô quậy đều. Niêm với lại canh khoai mỡ này hôm nay Loan sẽ nấu chay, cho nên Loan sẽ không có nấu để thịt tôm gì hết. Loan niêm xíu đường, xíu bột niêm chay vô, cho xíu tiêu nữa. Rồi vậy thôi, Loan quậy lên với lại xíu hành phi này cả nhà. Loan đi ra vườn hái cái bụi ngò ôm này cả nhà. Loan trồng tốt ghê luôn, Loan chỉ có tưới nước rồi để nó mặt nó muốn làm gì nó làm đó cả nhà. Cứ vậy đó mà nó cao ghê chưa. Ở ngoài á, chợ người ta bán á, một bó như vậy nè cả nhà là 2 đồng mấy, gần 3 đồng á. Nhiều khi á, nó nhiều quá ong hết bỏ uổng. Loan cũng đem đông lạnh đó, nhưng mà ăn tương vậy nó ngon hơn nè. Cắt cái ngò ôm này mà Loan cứ nghĩ tới là canh chua nè, rồi cá kho ngót nè, rồi canh khoai mỡ nè. Trời, Loan nghĩ đủ món luôn cả nhà ơi. Bây giờ cho ngò ôm vô là xong rồi nha cả nhà. Cái nồi canh nấu nhanh ghê chưa, quá thì nhanh luôn. Nấu trong vòng 60 phút là có ăn rồi. Giờ muốn gato nè. Trời ơi, trời mưa vậy ăn gì nó mới ngon này cả nhà. Thiệt luôn á, ăn vậy là đúng sách luôn á. Listen, say hello. Go say hello. Ông bà cô chú. Hello. Hi. Con say hi đi. Hi. Hi. Hello. Mì gió, con mì gió đi. Giỏi quá. Yeah, good job. Yeah. Yeah. Oh. Má mà coi nó còn nóng không nha, con cá không, thôi cho con cá nha. Hello cả nhà, hôm nay là cũng khoảng chừng cuối tuần đó cả nhà. Nay có 2 mẹ con ở nhà nè, cho nên Loan nấu đồ ăn, 2 mẹ con ngồi ăn cơm với cả nhà. Ăn ok, để má mà thử nha, ta thử coi có nóng không nha. Nóng rồi cho con ăn nha. Con ăn từ từ nha. Má gấp cá cho con ăn nha. Cá này nóng nè cả nhà. Cái này là cá lù đù á cả nhà. Loan mua một bịch như vậy á là 8 đồng, nó là đông đá nha cả nhà. Nhưng mà gã đông rồi chiên nó vẫn ngon, tại vì bữa hổm Loan có chiên vài con. Con mua một lần. Con ăn đi. Mà thổi cá cho con ăn nha. Nóng không? Con cầm tay phải đi. Con cầm tay phải nè, cầm đi. Được không? Hay là mama lấy cái muỗng cho con nha. Cái muỗng này không được hả? Sao? Ăn được không? Giỏi quá. Ngon hả? Ok. Sao? Khoai mỡ ăn ngon không? Con biết ăn canh khoai mỏng không? Hôm bữa mama có nấu cho con rồi đó. Nè cá nè. Nóng không? Giỏi. Ý. Giỏi quá. Nè, mama để xuống đây cho con ăn nha. Hổm gà trời mưa quá trời luôn cả nhà ơi. Mà mưa là mưa ban đêm không nha, chứ nó không có mưa ban ngày. Cũng đỡ một cái là ban ngày có thể là đi chơi, đi làm thoải mái luôn. Ban đêm nó mưa thì chỉ có ngủ mất tiêu rồi. Đâu có biết gì nữa đâu. Con ăn giỏi chưa? Con ăn từ từ. Con ăn từ từ thôi nha. Con ăn giỏi nha. Má ăn nè. Con muốn ăn lửa hả? Long quên nữa. Mời cả nhà nha. Con cá này nó bự ghê luôn cả nhà. Thịt long luôn. Mà long chiên á, nó nhiều dầu lắm. Ui Rồi ăn đũa cả nhà. Hôm bữa rồi ăn đũa nè. Hôm bữa thấy lo ăn đũa đó. Bắt chước rồi ăn đũa theo nè. Con cá này thịt không luôn. Đây là cả nhà. Nguyên cái miếng này là nguyên cái miếng thịt đó. Quá chơi thịt luôn. Con thích ăn cá lù đù nè. Con ăn đi, ngon không? Mà lấy thịt cho con ăn nữa nè. Thịt cá cho con ăn nha. Giỏi. Cá còn nóng đó cả nhà ơi. Nấu cơm này kia xong là ăn luôn. Còn nóng quá trời. Ăn vậy nó mới ngon nè cả nhà. Con đừng có giỡn nha. Rồi, con ăn từ từ nha. Con ầm đi. Nhâm nhâm cho con. Ok, nóng quá. Rồi, con múc ăn. 2, 3 Giỏi quá. Nha, con múc ăn từ từ đi nha. Mama tương bên xanh nha. Ngon quá cả nhà ơi. Cá giòn. Lô ướp cá này chỉ có là nước mắm với xíu tiêu thôi. Lô không có ướp nhiều gia vị. Nó vừa ăn luôn. Cái miếng cá nó ngọt thịt lắm luôn cả nhà. Ăn. Đây là dưa mắm nha cả nhà. Dưa mắm này đâu phải rửa sạch sẽ qua nước sôi cả nhà. Rồi sau đó thì con ướp muối. Không ướp muối, con ướp đường, tỏi với ớt. Rồi con nặn xíu chanh vô nữa cả nhà. Ăn rất là thơm nha, nó không có hôi. Tại vì cái hũ dưa mắm giờ đang mua về á. Như vậy á, mỡ nó rất là nồng cái mùi. Nó rất là nồng cái mùi nước mắm cả nhà. Ok. Có âm đi. Ngon quá. Ngon không? Ăn xong đi ngồi mama cho cô uống miếng nước nha. Quên lấy nước cho Vincent rồi. Con ôm trước đi, còn mama ôm nha. Rồi, ôm đi con, ôm. Con ôm đi. Nè con ôm đi. Ngoan nha. 2, 3. Tranh thủ ăn đèn hồi đúc nữa cả nhà. Chắc nó không thích cái khoai mỡ rồi đó. Ngon quá ha. Trời mưa là Long thích ăn nhất là canh khoai mỡ với là dưa mắm cả nhà. Mai để đây nha. Ok. Ok. Cả nhà chờ Loan xíu nha. Ok. Nó ấm quá. Cho bên sành gai trước rồi cả nhà. Ngồi chơi đằng trước. Không chịu ăn rồi, chắc hồi nãy là uống sữa no rồi đó. Cá giòn quá trời luôn. Mời cả nhà muỗng canh phai mỡ. Hổm gà bên Việt Nam á, mua nhiều lắm. Cha mẹ Loan nói vẫn mua á, nó muốn thúi đất luôn. Mà bây giờ anh đỡ rồi, nó không mua nữa. Sang tới bên này cả nhà, tới bên này nó mua lại. Vô mắm ăn đúng gì cả nhà ơi. Cái ngò ôm này á, Loan trồng á, nên chỉ có là mua về á, ngoài chợ giống về này cả nhà. Loan tước hết mấy cái lá này, Loan bỏ, Loan chừa mấy cái độc nó nhỏ bên trong ngay chỗ thân cây vậy nè. Cái Loan ghim xuống dưới đất, Loan ghim xuống dưới đất đó, rồi cái Loan chỉ tưới nước vậy thôi á, Loan không chùm luôn. Kỳ trước Loan có chùm nhưng mà kỳ này Loan hết chùm nó lại rồi, Loan để vô Loan tưới nước thôi mà nó lên tốt quá trời luôn. Đổ tốn tiền mua luôn á. Cái bó, cái bụi hồi nãy mà Loan mới vừa cắt á, khoảng chừng đâu 2 đồng mấy 3 đồng nếu mà Loan mua ở chợ đó nha. Mà này thì khỏi tốn tiền mua ở chợ cả nhà. Chưa ăn sống nó bao giờ mới sao. Nó cũng giòn, nó thơm, thơm dữ lắm. Cái cá lù đù này á, cha Long nói á, ướp nước mắm với tiêu thôi, nó ngon lắm. Tại vì cái cá này cái thịt nó đã ngọt rồi, xíu nước mắm vô á, cho nó hơi mặn mặn xíu rồi, cho nó đầm cái vị là cái thơm mà nó ngon, cái kiểu mà không có nhiều gia vị quá. Hôm nào cả nhà đi chợ á, mua cá lù đù về, ướp nước mắm, xíu tiêu thôi cũng được nữa. Ngon lắm. Cả nhà làm thử coi ăn nó có ngon không. Loan thấy nó ngon đó. Cái đuôi nó giòn lắm luôn cả nhà. Đúng giòn thiệt. 31 là một cái miếng con để đi để cả nhà biết cái độ giòn của nó, cảm nhận được cái độ giòn của nó. Ngon quá. Cái tô dưa mắm này á, ngồi ăn mà nói chuyện á, hết được cơm rồi nào không hay á. Mình ướp đầy đủ gia vị á, vừa khẩu vị là mau hết cơm á. Ngon quá. Năm con cá này nó mua là 8 đồng. Cái tô dưa mắm này á là 4 đồng. Là Long tính chặn hết á. Còn cái bịch khoai mỡ á, như là 2 đồng mấy gần 3 đồng cả nhà. Tính tổng cái này á, Long nghĩ là chưa tới 20 đô cả nhà. Nhưng mà ăn được nhiều lần cả nhà. Cái nồi canh khoai mỡ á, Long nấu chay. Chồng một hồi chiều chồng Long về á, ăn luôn. Miếng cá quá trời thịt luôn cả nhà ơi. Long thích ăn cá có xương nha, mà xương vừa thôi. Xương nhiều quá là không có thích lắm. Mời cả nhà miếng cá nè, bự ghê chưa. Này là ăn đồ ăn nhiều hơn cơm đó cả nhà. Này có thêm miếng cá nữa nè, quá trời ngon rồi. Thịt ngập miệng luôn. Đúng cái mùi rất là nồng nha. Nó nồng dữ lắm luôn. Hết tục ăn. Ở nhà Long á, chỉ có một mình Long là ăn chay, ăn mặn thôi. Còn lại, con trai Long cũng ăn mặn. Tại vì Long đút con trai Long ăn. Chồng Long thì ăn chay hoàn toàn. Cho nên đồ ăn đi Long nấu mà có thịt cá này kia nọ, có mình Long ăn thôi. Long nấu đồ chay thì chồng Long ăn được. Bởi cái gì mà nấu canh hoặc là làm đồ ăn xào này kia nọ, Long thường làm chay nhiều lắm. Excuse me. Để cho chồng Long ăn chung luôn á. Không thì lâu lâu chồng Long cũng tự nấu cho chồng Long ăn. Long thích ăn cơm giống vậy nè. Có món canh, món chiên, món mặn. Có ít nhất là cũng 3 tới 4 món trở lên. Hết tô canh luôn cả nhà. Tô canh này nhiều lắm luôn á. Loan ăn cũng nhiều lắm. Một ngày Loan ăn tới 4-5 cữ. 3 cữ chính, 2 cữ phụ. Có khi tối Phi còn đói bụng nữa cái nè, nấu mì ăn nữa. Hết tô canh. Con cá này nó bự ghê luôn cả nhà, cay quá. Còn ướp với mắm cay quá. Xé cho nó nhanh. Đây, quá trời miếng cá ngon cả nhà ơi. Ui, đây nè. Trời ơi, cái miếng cá này đúng ngập miệng luôn đó. Đã biết hết không? Để dưa mắm lên miếng cá luôn nè. Giờ này ăn vậy là túng no bụng luôn. Ăn hết miếng cá này no luôn á. Hết một tô cơm, hết một tô canh cả nhà. Ở dưới đây nó còn xương này cả nhà, nhưng mà Loan chiên nó giòn lắm cho nên Loan ăn luôn, nhai nhuyễn được, không sao hết. Nhìn đẹp ghê á. cái xương cá lù lù cả nhà. Ôi vậy mà cũng có nữa hả? Ngọt ghê. Tôi nghĩ là tại vì nó bự cả nhà, với mấy con cá nhỏ là mì có. Có một chút à. Sorry. Đúng là ngon từng đốt xương. Cái video của Loan đến đây là hết rồi nha cả nhà. Loan ăn hết một tô canh luôn, một tô cơm. Tô cơm không có dung cho lắm nhưng mà cũng là tính một tô như cả nhà. Cái món hôm nay là Loan ăn là cá lù đù chiên giòn ướp với nước mắm với lại tiêu thôi. Còn cái dưa mắm này là dưa mắm mua ở ngoài về cũng ướp luôn với lại cái canh khoai mỡ cả nhà. Lâu lâu thì canh khoai mỡ mà mua loại mà khoai mỡ tươi á là nó bán tới gần đâu khoảng chừng 8 đồng một pound. Một pound đây nó tính là 450g cả nhà, là đâu một củ như vậy cũng khoảng chừng đâu gần cả ký lô một củ. Tính ra mua một củ em mười mấy đồng cả nhà. Nếu ăn như vậy á, ai mà thèm quá phải mua thôi. Nhưng mà đỡ một cái bây giờ á, nó có nhiều đồ đông lạnh. Đồ đông lạnh ăn cũng được. Hồi đó Loan không có quen nhưng mà bây giờ Loan ăn quen rồi. Đồ đông lạnh cái gì Loan cũng ăn được hết. Giờ đông lạnh rồi ăn từ từ, tập từ từ cũng quen. Đi đâu cũng từ từ quen đó hả. Ngọt quá. Cảm ơn cả nhà xem hết cái phần video này của Loan nha. Chúc cả nhà có một cuối tuần vui vẻ nha. Thank you for watching Loan's Kitchen. Bye bye.